khi sang đây rất là khó là ở chỗ là em biết rồi là người Tây họ sẽ không có ăn cơm, còn chị là giống như là mình sinh ra lớn lên là ở Việt Nam thì mình là ăn cơm hàng ngày, thì sang đây là giống như là chị giữ cái thói quen đó, thì khi mà chị ăn cơm thì ông xã chị là phản đối, người đầu tiên phản đối, nói là không nên ăn cơm, rồi giống như là hai bên là cũng có những cái mà mâu thuẫn, nhiều nhất vẫn là về thức ăn. Rồi sau đó là có cái một cái kỷ niệm rất là vui là ông xã chị không bao giờ mà muốn ăn mà thịt mà giống như thịt bò em là nấu là chính, mà muốn ăn là theo cái dạng mà giống như medium rare, thì nấu càng sống càng ngon. Còn chị thì lại ngược lại nha, chị là phải chín cho tới luôn, khi chị nấu ra thì ông xã chị không ăn. Ông nói là nấu như vậy là giống như là ăn giống như là nhựa, giống như là cái gì đó mà không có có ăn vô được. Thì hai bên bắt đầu là cãi nhau một trận rất là lớn, là cái lần đó là giống như là chị muốn là bỏ đi về luôn, tại vì khác biệt với nhau mà không đáng.